Nhà bọn anh có tự lấy mụn không con? Dạ. Hồi xưa giờ con đã từng đi lấy mụn chưa? Dạ, chưa. Chưa đúng không? Dạ. Mặt con bị viêm rồi nè. Chịu được không con? Có chỗ nào không thoải mái nói cô nha.
Như xét qua đi con. Như thế, dạ. Dạ. Bé giỏi quá, cố lên bé ha.